Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng được phương tiện, thấy chúng sanh giải đãi, liền dạy họ thân tâm tinh tấn, nói với họ rằng: Hỡi các ngươi, trong tánh không chẳng có pháp giải đãi, chẳng có người giải đãi, chẳng có sự việc giải đãi. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không. Các ngươi phải giữ thân tâm tinh tấn chớ nên giải đãi. Có như vậy mới sanh được các thiện pháp, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thiền giải thoát tam muội, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các người trở nên giải đãi. Vì sao? Vì trong tánh không chẳng có tướng chướng ngại, trong pháp chẳng chướng ngại, vô ngại pháp đó cũng chẳng có pháp giải đãi, chẳng có người giải đãi. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh khiến họ an trú trong tánh không chẳng rơi về hai pháp. Vì sao? Vì tánh không là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng có hai pháp là chẳng có chỗ chấp vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành vô tánh Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dạy chúng sanh tinh tấn, nói với họ rằng: Các người phải siêng năng tinh tấn hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, thiền giải thoát tam muội, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, 10 phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các người chớ nên niệm hai tướng, nhị tướng, và cũng chẳng nên niệm không hai tướng, bất nhị tướng. Vì sao? Vì pháp tánh là thường không, và trong tánh không thì chẳng nên dùng hai tướng để niệm, cũng chẳng nên dùng không hai tướng để niệm vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng được phương tiện để thành tựu chúng sanh, dạy cho họ lần lượt được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, nhập vào Bồ Tát vị, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thấy chúng sanh tâm loạn, liền dùng được phương tiện làm lợi ích cho họ, nói với họ rằng: Các ngươi phải nên tu thiền định, chớ nên sanh loạn tưởng, phải nên tu cho được nhất tâm. Vì sao? Vì pháp tánh là thường không, ở trong tánh không thì chẳng có pháp để được khả đắc, dù đạt hay tịnh. Các người phải nên an trú trong tam muội khi tác nghiệp ở thân khẩu ý, khi hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, khi hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, khi hành ba giải thoát môn, 10 phật lực, đại từ đại bi dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các người chớ nên dùng hai tướng để tưởng niệm, vì pháp tánh là thường không vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát dùng được phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến họ lần lượt được các quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát dùng được phương tiện làm lợi ích chúng sanh, nên từ sơ phát tâm, chọn chẳng hề giải đãi, thường cầu các thiện pháp lợi ích cho chúng sanh, đi từ cõi Phật này đến cõi ngoài khác để cúng dường chư Phật. Theo chư Phật nghe pháp, trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát xả bỏ thân này, lại thọ thân khác mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, mà chọn chẳng hề quên bỏ hạnh nguyện vì lợi ích chúng sanh. Bồ Tát cầu nhất thiết chủng trí nên tu học hết thảy các đạo, từ thanh văn đạo, bi chi Phật đạo dẫn đến Phật đạo. Bồ Tát trú trong thiền định, dùng lực thần thông vào trong năm đạo sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong tánh không, dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng sanh, nói với họ rằng: Hỡi các người, phải quản hết thảy pháp đều là tánh không. Khi làm các nghiệp thân khẩu ý, các người phải hướng về tánh không. Có như vậy mới thọ được vị cam lồ, mới được quả vị cam lồ. Các người chớ nên thối chuyển. Vì sao? Vì trong tánh không chẳng có pháp thối chuyển, cũng chẳng có người thối chuyển. Tánh không chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải là phi pháp, vì là vô sở hữu vậy. Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát tự hành 10 thiện đạo, nằm dưới, tám quan trai dưới cũng dạy người khác hành các pháp đó, tự hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, 37 phẩm trợ đạo, 10 phật lực, 18 bất cộng pháp, dẫn đến tự hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng dạy người khác hành các pháp đó. Bồ Tát tự mình tu được các quả thanh văn, quả bích chi Phật, sanh trí huệ, mà chẳng trú trong các quả đó, cũng dạy người khác như vậy. Bồ Tát tự mình tu được vô thượng Bồ Đề, cũng dạy người khác tu được như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu pháp tánh là thường không, thì trong đó chúng sanh là bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng là bất khả đắc. Như vậy Bồ Tát làm sao cầu được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy.
Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, pháp tánh là thường không. Trong tánh không đó, chúng sanh là bất khả đắc, pháp và phi pháp cũng bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp tánh chẳng phải là không, thì Bồ Tát chẳng thể hy nơi pháp tánh không mà được vô thượng Bồ Đề, và vì chúng sanh nói pháp tánh không. Này Tu Bồ Đề, sắc là tánh không, thọ tưởng hành thức cũng là tánh không. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói năm ấm, 12 nhập, 18 giới đều là tánh không. Nói bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định đều là tánh không. Nói ba bảy phẩm trợ đạo, ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, 10 phật lực, bốn vô sở ví, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là tánh không cả. Nói rộng ra, tất cả các pháp ở nơi thế tục đế cũng như ở nơi chân đế đều là tánh không. Này Tu Bồ Đề, tánh không đó chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng có chỗ trú, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Này Tu Bồ Đề, nói pháp có tướng trú, nhưng thật ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có trú, chẳng có tập tán, chẳng có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh, đây là pháp tướng. Bồ Tát an trú trong các pháp tướng ấy, phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chẳng thấy có chỗ phát tâm, chẳng thấy có phát tâm, chẳng thấy có trú tâm, đây gọi là pháp trú. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thấy hết thảy đều là tánh không nên chẳng thối chuyển tâm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp chướng ngại tánh không. Trong tánh không đó chẳng có chúng sanh, chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả, dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Trong tánh không đó thì sắc thọ tưởng hành thức đều bất khả đắc, dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, ví như Phật hóa ra các chúng tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, rồi vì bốn chúng đó thuyết pháp trong ngàn vạn ước kiếp mà chẳng dứt. Ý ông nghĩ sao? Các hóa chúng đó có được đắc quả tu đạo hoàn, dẫn đến có được đắc quả vô thượng Bồ Đề chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn chẳng đắc vậy. Vì sao? Vì bốn hóa chúng chẳng có căn bản thật sự, hết thảy các pháp đều là tánh không, cũng chẳng có căn bản thật sự, cũng chẳng thật có. Như vậy các hóa chúng đó làm sao có thể đắc quả tu đạo hoàn, dẫn đến có thể đắc quả vô thượng Bồ Đề được? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, các pháp đều là không mà chúng sanh điên đảo chấp là có. Này Bồ Tát, muốn đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo nên vì họ nói pháp không điên đảo, hệ thảy các pháp đều là nhất tướng, nhưng do chấp mà khởi ra có nhiều điên đảo vậy, ít có ai chẳng điên đảo. Ở nơi chỗ không điên đảo chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh, dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Ở nơi này cũng chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng có 12 nhập 18 giới, dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp vốn là tự tánh không, Bồ Tát trú trong tánh không, ở ngay nơi tướng chúng sanh điên đảo, mà độ thoát chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo, ra khỏi các pháp hữu lậu, an trú chúng sanh trong pháp vô lậu. Này Tu Bồ Đề, pháp tướng vô lậu cũng chẳng sao bằng được đệ nhất nghĩa tướng. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa tướng là vô tác, vô vi, vô sanh, vô tướng, vô thuyết vậy. Đây cũng gọi là tánh không, cũng gọi là Phật đạo vậy. Ở nơi đây chúng sanh bất khả đắc, sắc thọ tưởng hành thức bất khả đắc, dẫn đến 80 vẻ đẹp cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì thật tướng pháp tức là tánh không. Bồ Tát vì tánh không mà cầu vô thượng Bồ Đề. Tánh không đó trước sau và chặng giữa đều là thường không. Bồ Tát hành vô tánh Bát Nhã Ba La Mật vì chúng sanh chấp tướng mà cầu đạo trùng trí nhằm độ thoát họ ra khỏi các chấp vậy. Khi cầu đạo trùng trí, Bồ Tát khắp học các đạo, từ đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật dẫn đến đạo Bồ Tát. Bồ Tát học đầy đủ các đạo để độ thoát chúng sanh ra khỏi các tà kiến chấp, rồi tùy theo thọ mạng mà được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai, đạo của chư Phật trong các mười phương là tánh không. Rời tánh không thì ở thế gian chẳng có đạo, chẳng có quả. Bởi vậy nên phải gần gũi chư Phật, nghe chư Phật thuyết về pháp tánh không và hành pháp ấy, mới chẳng mất nhất thiết trùng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, trừ Đại Bồ Tát hành pháp tánh không như vậy mà chẳng phá hoại tướng của tánh không. Đó là vì sắc chẳng khác tánh không, thọ tưởng hành thức chẳng khác tánh không, dẫn đến vô thượng Bồ Đề chẳng khác tánh không. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, sắc tức là tánh không, tánh không tức là sắc.
dẫn đến vô thượng bồ đề tức là tánh không tức là vô thượng bồ đề. Này tu bồ đề, nếu sắc khác với tánh không, dẫn đến vô thượng bồ đề khác với tánh không, thì bồ tát chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Vì sắc chẳng khác tánh không, dẫn đến vô thượng bồ đề chẳng khác tánh không, nên bồ tát biết hết thảy pháp mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở trong đó chẳng có pháp gì là thật là thường cả. Chỉ vì phàm phu chấp năm ấm, chấp có tướng năm ấm, chấp có nội vật, có ngoại vật, mà phải thọ lại thân năm ấm ở đời sau, khiến chẳng thể thoát ra khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não, và phải qua lại trong năm đạo chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát hành vô tánh bát nhã ba la mật, chẳng hoại sắc tướng cùng hết thảy pháp tướng, dù là không, dù là chẳng phải không, bất không. Vì sao? Vì tướng sắc tánh không chẳng hoại sắc, dẫn đến tướng vô thượng bồ đề tánh không chẳng hoại vô thượng bồ đề. Vì như hư không chẳng hoại hư không, cũng như vậy nội hư không và ngoại hư không chẳng phá hoại lẫn nhau. Như vậy, này tu bồ đề, sắc chẳng hoại tướng sắc không, tướng sắc không chẳng hoại sắc. Vì sao? Vì hai pháp chẳng có tánh, vì không là chẳng phải không, phi không. Dẫn đến vô thượng bồ đề cũng là như vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là không, là vô phân biệt, thì vì sao Bồ Tát từ xưa phát tâm đã phát nguyện tôi sẽ được vô thượng bồ đề? Bạch Thế Tôn, nếu có phân biệt các pháp thì chẳng thể có được vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, Bồ Tát hành hai tướng chẳng thể có được vô thượng bồ đề. Nếu chẳng dùng hai tướng để phân biệt các pháp thì mới có thể có được vô thượng bồ đề. Bồ đề chẳng có hai tướng, chẳng có hoại tướng. Này tu bồ đề, hành bồ đề là chẳng phải ở nơi sắc mà hành, chẳng phải ở nơi thọ tưởng hành thức mà hành, dẫn đến chẳng phải ở nơi bồ đề mà hành vậy. Vì sao? Vì sắc tức là bồ đề tức là sắc, sắc và bồ đề là chẳng hai, chẳng phân biệt, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Hành bồ đề là chẳng phải vì thủ mà hành, cũng chẳng phải vì xả mà hành. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải vì thủ, cũng chẳng phải vì xả mà hành bồ đề, thì Bồ Tát hành ở chỗ nào? Phật dạy, này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Như người hóa, do Phật biến hóa ra, hành bồ đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng phải hành trong thủ, cũng chẳng phải hành trong xả. Phật dạy, này tu bồ đề cũng như vậy, Bồ Tát hành bồ đề chẳng phải ở trong thủ, cũng chẳng phải hành trong xả mà hành vậy. Này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Ở trong mộng, A-la-hán hành bồ đề ở chỗ nào? Hành trong thủ hay hành trong xả? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng vậy, chẳng phải ở trong thủ, cũng chẳng phải ở trong xả. Vì sao? Vì A-la-hán rốt ráo chẳng có ngủ, thì làm sao có hành bồ đề ở trong mộng, có hành ở trong thủ hay trong xả được? Phật dạy, này tu bồ đề, bồ tát ma tát hành vô thượng bồ đề cũng là như vậy, chẳng phải ở trong thủ mà hành, cũng chẳng phải ở trong xả mà hành. Đây là chỗ gọi là hành trong sắc, dẫn đến hành trong nhất thiết chủng trí. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy bồ tát chẳng hành mười niệm, chẳng hành sáu pháp ba la mật, chẳng hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng hành các thiền định giải thoát tam muội, chẳng hành mười Phật lực dẫn đến 80 vẻ đẹp, chẳng chú năm thần thông, chẳng thanh tịnh Phật độ, chẳng thành tựu chúng sanh mà có được vô thượng bồ đề chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, đúng như lời ông nói, Bồ Tát hành bồ đề là chẳng chỗ hành vô hành xứ. Thế nhưng nếu chẳng đầy đủ 10 địa, 6 pháp ba la mật dẫn đến 80 vẻ đẹp, nếu chẳng thường xả pháp, chẳng làm pháp, chẳng đầy đủ các pháp, thì chọn chẳng có thể được vô thượng bồ đề. Bởi vậy nên, Bồ Tát trú trong tướng của sắc, trong các tướng của thọ tưởng hành và thức, dẫn đến trong tướng của vô thượng bồ đề, mới được đầy đủ 10 địa, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Tướng ấy thường tịch diệt, vì chẳng có pháp nên chẳng có tác giả, chẳng có cấu tịnh mà có thể được đạo, được quả. Đây là vì thế tục đế mà nói Bồ Tát được vô thượng bồ đề, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa chẳng có sắc dẫn đến chẳng có vô thượng bồ đề, cũng chẳng có người hành vô thượng bồ đề. Tất cả các pháp nói ra đều vì thế tục đế chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Này tu bồ đề, từ sơ phát tâm đến nay, Bồ Tát hành vô thượng bồ đề, mà bồ đề chẳng có tăng, chúng sanh chẳng có giảm, Bồ Tát cũng chẳng có tăng giảm.
Này Tu Bồ Đà, ý ông nghĩ sao? Nếu người lúc ban đầu được đạo trú trong vô gián tam muội, thành tựu được các căn vô lậu, được các quả thanh văn, thì người ấy có chỗ sở đắc là mộng, là tâm, là đạo quả chăng? Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn chẳng có chỗ đắc vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đà, làm thế nào biết được người đắc đạo A-la-hán? Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì thế tục đế nên phân biệt gọi là đạo A-la-hán. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đà, vì thế tục đế nên phân biệt gọi là Bồ Tát, gọi là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, dẫn đến là nhất thiết chủng trí. Trong Bồ Đề chẳng có pháp khả đắc, chẳng có pháp tăng hay giảm, vì pháp tánh là không vậy. Các pháp tánh là không, là bất khả đắc, nên chẳng có tâm sơ địa, dẫn đến chẳng có tâm thập địa, chẳng có sáu pháp ba la mật, chẳng có ba bảy phẩm trợ đạo, chẳng có ba tam muội, không vô tướng và vô tác, dẫn đến chẳng có hết thảy Phật pháp, vì đều là vô sở hữu. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát hành vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Bồ Đề cũng chỉ vì lợi ích chúng sanh vậy. Luận, ở phẩm trước Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là không, thì làm sao lại có năm đạo chúng sanh có thiện ác được? Ở phẩm này, Ngài lại hỏi, nếu chúng sanh bất khả đắc, thì Bồ Tát vì ai mà hành Bát Nhã Ba La Mật? Theo trên đây, thì ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh, nên hành Bát Nhã Ba La Mật. Ý Phật muốn nói rằng, chúng sanh là bất khả đắc, là hư vọng, chẳng thật có, nên Bồ Tát vì hết thảy Phật pháp mà hành Bát Nhã Ba La Mật, vì thật pháp tức là thật tế, vì chúng sanh tế cũng tức là thật tế vậy. Hỏi, chư Phật thấy chúng sanh khổ não, muốn độ thoát chúng sanh mà phát đại bi tâm, này sao lại nói vì thật tế mà phát đại bi tâm? Đáp, từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát thấy chúng sanh chìm đắm trong khổ đau, muốn diệt các khổ của chúng sanh mà phát đại bi tâm. Bồ Tát biết rõ các khổ sanh già bệnh chết làm cho thâm tâm chúng sanh bị suy não, muốn tận diệt các khổ thì phải tận diệt các nguyên nhân sanh ra khổ, như Phật đã dạy trong 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên, hai chi cuối cùng là sanh và già chết. Hỏi, hết thảy chúng sanh đều biết rõ sanh là nhân duyên khổ, như vậy Bồ Tát có thấy gì khác hơn chăng? Đáp, chúng sanh thật sự chẳng biết được rằng do có sanh mới có khổ. Nếu gặp khổ, phàm phu chỉ oán hận người đem khổ đến cho mình, mà chẳng biết rằng do mình có sanh tâm mới có sanh thân, và do có thân nên mới có khổ. Chúng sanh cứ mãi tăng trưởng các kiết sử, lớp lớp sanh pháp, mà chẳng biết rằng sanh tâm như vậy mới là chánh nhân của khổ. Nếu chẳng bị mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém, chẳng bị các nạn đói rét, biên đao, thì cũng vẫn phải bị các khổ già, bệnh chết. Bởi vậy nên phải tự xét mình, từ đâu sanh về đây, do nhân duyên gì mà phải thọ thân này. Phải biết rằng đã có thân là có khổ, đã có sanh pháp thì phải có diệt pháp, có sanh thì phải có già, có bệnh dẫn đến có chết, sanh già bệnh chết đều là nguyên nhân khổ. Ví như cây cỏ này còn xanh tươi, nhưng rồi đây cũng sẽ bị tàn úa, sẽ bị chết khô vậy. Bồ Tát biết rõ các nhân duyên sanh khổ, dạy chúng sanh truy tìm các nhân duyên, nguyên nhân sanh khổ, đó là ba hữu gồm dục hữu, giác hữu và phục giác hữu. Do nhân duyên có ba hữu mà khởi ra có bốn thủ, đó là ái thủ, dục thủ, kiến thủ và giới thủ. Tất cả đều do ái chấp và ngã chấp sanh ra. Do ái chấp mà phiền não càng lâu càng tăng trưởng, khởi ra các nghiệp. Do nhân duyên bốn thủ mà khởi sanh ba thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Như vậy trong 12 chi nhân duyên thì các chi ái thủ và hữu là nguồn gốc dẫn sanh ra các khổ. Lại nữa, do nhân duyên sáu căn xúc sáu trần mà khởi sanh ra các thọ cùng các tâm sở khác, cũng có thể nói do căn trần và thức hòa hợp dẫn sanh ra các thọ cùng các tâm sở khác, mà căn bản của sự hòa hợp là xúc vậy. Ngay khi xúc khởi thì liền có sáu trần y chỉ, sáu căn y chỉ, và từ đó liền có sáu nhập. Sáu nhập cũng tức là danh sắc, khi chưa thành tựu thì được gọi là danh sắc, khi đã thành tựu rồi thì được gọi là sáu nhập. Khi đã được thành tựu thì trong sáu nhập có năm nhập thuộc về sắc, còn một nhập thuộc về danh. Sắc là thân, danh là tâm của bào thai, lại do nhân duyên có thức vá vào thai mẹ, mà bào thai lúc ban đầu chẳng bị hư nát, thức này rất vi tế, được gọi là thức trung ấm. Nếu chẳng có thức vá bào thai mẹ thì bào thai chẳng có thể được hình thành, phải hội đầy đủ tất cả các nhân duyên hòa hợp mới hình thành bào thai vậy. Hỏi, vì sao thức lại vào thai mẹ? Đáp, do nhân duyên có ba nghiệp quá khứ,
Nên khi cha mẹ giao hợp thì các nghiệp ấy liền dẫn thức vào thai mẹ. Ví như gió thổi làm lửa tắt, nhưng ở trong hư không lửa vẫn y chỉ nơi gió, nhen nhúm thêm nhiều đám lửa khác. Cũng như vậy, vì ở đời trước mỗi người đã từng đốt lên 6 thức, nên khi chết gió nghiệp đã dẫn thức vào thai mẹ để thọ thân ở đời sau. Hỏi, vì sao nghiệp ở đời trước thì gọi là hữu, còn nghiệp ở đời này thì gọi là hành? Đáp, trên đây đã nói rằng do nghiệp nhân duyên đời trước mà nay có thân, bởi vậy nên nghiệp đời trước gọi là hữu. Đời quá khứ đã diệt nên nghiệp quá khứ chỉ còn là danh xuông, nhưng cái ý chí rơi rớt lại từ các nghiệp quá khứ trở thành nhân duyên cho các hành động tạo nghiệp ở đời hiện tại, bởi vậy nên nghiệp đời này gọi là hành. Nhân duyên của hành là vô minh, hết thảy các phiền não tuy đều do các nghiệp tạo ra nhưng nhân duyên căn bản vẫn là vô minh. Hỏi, từ vô thỉ đến nay chúng sinh đã qua lại trong sanh tử trải qua nhiều đời nhiều kiếp, như vậy vì sao chỉ nói đến nguyên nhân chính của sanh tử là vô minh? Đáp, Bồ Tát tư duy về các nỗi khổ của chúng sanh hòng giải thoát chúng sanh khỏi các khổ. Bồ Tát biết rõ chúng sanh sở dĩ ở đời nay phải chịu các cảnh khổ sanh già bệnh chết vì ở đời quá khứ họ đã tương tục sanh tâm, bởi vậy nên muốn đoạn trừ các khổ sanh già bệnh chết ở đời vị lai thì ở đời hiện tại phải đoạn tâm tương tục khiến chẳng có sanh nữa. Ví như khi trị bệnh ở hiện tại, vì thầy thuốc giỏi đã truy tầm căn nguyên của bệnh trong quá khứ nhằm chữa trị bệnh tận gốc, lại còn ngăn chặn các khả năng phát triển của bệnh khiến bệnh chẳng còn tái phát lại trong tương lai, lại ví như làm rớt lửa gây ra sự cháy nhà, muốn cho cảnh cháy nhà đừng tái diễn nữa thì phải thận trọng đừng cho lửa rơi rớt nữa. Bồ Tát dạy chúng sanh diệt khổ cũng là như vậy, các khổ quá khứ đã diệt được để cho sanh lại, các khổ do các nghiệp nhân duyên từ đời trước mà nay đã thành tựu phải đoạn trừ. Ngay ở đời hiện tại, phải tận phá các nhân duyên dẫn sanh các khổ sanh giả bệnh chết ở đời vị lai. Khi phá được các pháp sanh, thì các pháp giả bệnh chết tự nhiên hằng dứt vậy. Bởi vậy nên muốn diệt các khổ sanh giả bệnh chết ở đời vị lai, phải đi nơi các nhân duyên sanh khổ ở đời hiện tại. Hết thảy các nghiệp hữu lậu đều do bốn chấp, đó là ái, phiền não, thọ và xúc. Từ bốn chấp này dẫn sanh ra hết thảy các tâm sở pháp, do các nghiệp duyên từ trước nên có xúc là liền sanh thọ, do nhân duyên có thọ mà sanh ra có ba độc cùng các phiền não khác. Hết thảy các phiền não đều biểu hiện sự chấp ái vậy. Nhân duyên xúc là ở nơi 6 nội nhập. Như trước đây đã nói, tuy bên ngoài có 6 ngoại nhập, nhưng nếu chẳng có 6 nội nhập chẳng có xúc thì các tâm sở chẳng sanh. Lúc ban đầu khi thức nhập vào thai mẹ thì thức đã cùng với danh sắc làm nhân duyên dẫn sanh 6 nội nhập. Lúc bấy giờ 6 nội nhập chỉ có danh mà chưa có dụng, vì chưa được thành tựu đầy đủ. Đứa trẻ mới sanh ra đời tuy đã có đầy đủ 6 nội nhập nhưng chưa có xúc nên chưa biết được khổ và lạc. Rồi dần dần lớn lên nó đã có xúc, đã biết khổ biết lạc nhưng chưa có chấp ái sâu đậm. Đứa trẻ khi còn nhỏ tuy có sân mà chưa có khởi các ác nghiệp, tuy có vui mà chưa khởi các thiện nghiệp. Khi thành người lớn rồi mới thật sự có thọ khổ thọ lạc. Khổ thì sanh sân, lạc thì sanh ái, thường có các sự vui, thường gọi 4 thủ, gồm ái thủ, dục thủ, kiến thủ và giới thủ. Khi đã có thủ mới có khởi các nghiệp thiện, nghiệp ác. Nếu ở một đời mà quán biết rõ được nghiệp nhân duyên là vô tánh, thì sẽ biết rõ ở trong vạn ước kiếp cũng đều là như vậy. Ví như ở hiện tại lửa nóng, thì ở quá khứ, ở vị lai, lửa cũng nóng như vậy. Nếu muốn tầm cầu gốc của vô minh nhân duyên thì đương nhiên sẽ bị đọa về biên kiến xa rời đại niết bàn. Vì sao? Vì nếu đọa về hỷ luận thì chẳng phải là Phật pháp vậy. Muốn đọa vô minh, Bồ Tát cầu thể tướng của vô minh, khi cầu như vậy sẽ biết rõ vô minh cũng là rốt ráo không. Kinh dạng chẳng thấy nội pháp, chẳng thấy ngoại pháp là thấy được tướng của vô minh. Bồ Tát dùng nội không quán nội pháp, thấy nội pháp rốt ráo không. Dùng ngoại không quán ngoại pháp, thấy ngoại pháp rốt ráo không. Dùng nội ngoại không quán nội ngoại pháp, thấy nội ngoại pháp cũng rốt ráo không. Như vậy là thấy được tướng của vô minh như đã nói trên đây. Kinh Đức Nữ dạy, khi đã phá được vô minh rồi, Bồ Tát cầu thể tướng của vô minh, tức thời thấy rõ thể tướng của vô minh cũng chính là thật tướng của các pháp. Đây là pháp quán thật tế. Với pháp quán này, Bồ Tát thấy rõ các pháp đều là như huyễn như hóa. Chúng sanh do tâm điên đảo nên khởi ra các phiền não, tạo ra bao nhiêu nghiệp tội khiến phải chịu luân hồi trong 5 đạo chúng sanh tương tục chịu các khổ sanh tử. Ví như con tằm tự nhả tơ để tự trói buộc lấy mình,
Cũng như vậy khi mới sanh ra đời, phàm phu chưa có các phiền não, nhưng dần dần tự tạo ra các phiền não, khiến chân tâm bị che lấp, để rồi tự trói buộc mình vào trong sanh tử luân hồi. Bồ Tát Quán biết rõ các pháp từ nguồn gốc vốn là không, biết rõ chúng sanh chỉ vì lòng chấp điên đảo mà phải thọ các khổ, nên đã phát đại bi tâm. Vì chúng sanh cầu thật pháp hành bát nhã ba la mật, khi đã thông đạt thật tế rồi, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến họ được an trú trong thật tế. Vì an trú trong thật tế mới hy chẳng có lầm lỗi. Lại nữa, kinh dạy, nếu thật tế và chúng sanh sai khác nhau thì Bồ Tát chẳng hành bát nhã ba la mật. Nhưng vì thật tế và chúng sanh đều là rốt ráo không, nên Bồ Tát mới vì lợi ích chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật. Nếu chúng sanh là thật có, thì Bồ Tát chẳng có thể vì chúng sanh tu thật tế được. Vì chúng sanh là rốt ráo không, và thật tế cũng là rốt ráo không, chúng sanh và thật tế chẳng có sai khác, nên Bồ Tát mới có thể vì chúng sanh mà hành thật tế vậy. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo, kiến lập họ nơi thật tế mà chẳng phá hoại thật tế vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu chúng sanh tế và thật tế chẳng có sai khác nhau, thì kiến lập chúng sanh nơi thật tế là kiến lập thật tế nơi thật tế vậy. Thật chẳng thể làm như vậy được, ví như ngón tay chẳng có thể tự chỉ ngón tay được vậy. Phật dạy đúng như vậy, chẳng có thể kiến lập thật tế nơi thật tế. Thế nhưng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật dùng các phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Ở nơi thật tế thì chúng sanh tế cùng thật tế chẳng sai khác nhau, vì đều là bất khả đắc cả. Chúng sanh và thật tế chỉ là một tánh, nên chúng sanh tế chẳng phá hoại thật tế vậy. Bồ Tát biết rõ hai pháp đó chẳng phải là một, chẳng phải là hai, là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có hí luận. Bởi vậy nên Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà muốn giáo hóa họ, nhằm đưa họ ra khỏi các chấp điên đảo. Hỏi, Bồ Tát dùng được phương tiện như thế nào để kiến lập chúng sanh nơi thật tế? Đáp, Bồ Tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh nơi bồ thí, dạy chúng sanh rằng bồ thí là rốt ráo không, trước sau và chặng giữa đều không. Bồ Tát dạy chúng sanh bố thí nhằm dẫn dắt họ ra khỏi san tham. Thế nhưng nếu chúng sanh chấp quả báo bố thí, chấp các phước lạc vào cõi trời và cõi người, thì Bồ Tát lại dạy chúng sanh rằng nếu hưởng hết các phước lạc rồi thì sẽ phải chịu các khổ não. Các phước đức phú quý, giàu sang là nhân duyên khỏi sanh các tội lỗi. Do vậy mà khi đã hưởng hết các phước lạc, lại chuyển thân thọ các khổ ở địa ngục, Bồ Tát thương xót chúng sanh chỉ vì ham vui trong chốc lát mà phải thọ khổ lâu dài. Bởi vậy nên Bồ Tát vì chúng sanh nói, ở nơi thật tướng thì bố thí là rốt ráo không, chẳng có người thí, chẳng có người thọ, chẳng có vật thí. Ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai, bố thí đều là vô sở hữu, là bất khả đắc. Như vậy là bố thí trước sau và chặng giữa cũng đều là rốt ráo không. Bồ Tát lại nói rằng bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật Pháp. Ở nơi thật tế thì thật tướng của các Pháp đều là không. Vậy chớ nên niệm bố thí, chớ nên chấp bố thí. Chẳng niệm chẳng chấp bố thí như vậy là vào được nơi như như thể tướng của bố thí. Bố thí như vậy mới có được vị cam lồ và được thánh đạo, được quả vị cam lồ là Niết Bàn vậy. Bởi vậy nên dù an trú trong thật tế mà Bồ Tát vẫn dùng các lực phương tiện hành bố thí để độ thoát chúng sanh, hành các ba la mật khác cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều là tánh không, mà trong tánh không thì chẳng có pháp, chẳng có phi pháp, cũng chẳng có chúng sanh. Như vậy Bồ Tát làm sao có thể trú trong tánh không mà còn nhất thiết chủng trí được? Phật dạy, do Bồ Tát thường an trú trong tánh không nên mới thường hành bố thí. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, ở trong tánh không thì hết thảy các pháp đều bị phá, chẳng còn gì nữa cả. Như vậy làm sao Bồ Tát có thể an trú trong tánh không để thực hành bố thí? Phật dạy, do nhân duyên Bồ Tát biết rõ thật tướng của các pháp và an trú trong đó, tức là an trú trong tánh không mà được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói hết thảy các pháp đều là tánh không, nói hết sắc thọ tưởng hành thức là tánh không, dẫn đến nói nhất thiết chủng trí là tánh không. Tánh không chẳng có trú xứ nên được gọi là pháp tánh thường trú, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu tịnh, chẳng có tăng giảm. Tánh không cũng được gọi là thật tướng pháp. Bồ Tát trú nơi tánh không chẳng thấy có chướng ngại, chẳng thấy có pháp chướng ngại, nên dù biết rõ chúng sanh là rốt ráo không mà vẫn có thể dùng các lực phương tiện độ thoát chúng sanh. Hỏi, nếu pháp và chúng sanh bản lai đều là không thì ai dùng lực phương tiện ai được độ thoát? Đáp, tánh không chẳng có tánh tướng. Nếu chấp tánh không có tánh tướng,
mới nên lại hỏi. Lại nữa, khi đã vào được thật tướng pháp rồi thì vào được tánh không, biết rõ trong tánh không là chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh. Chỉ vì phàm phu chưa vào được thật tướng nên mới ước tưởng phân biệt chấp thật có các pháp hữu vi. Bồ Tát vì chúng sanh mà nói có các pháp, có phân biệt, rồi dần dần đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp, tức là nơi tánh không vậy. Bồ Tát an trú trong tánh không nên mới dùng được phương tiện độ thoát chúng sanh. Trong kinh Phật dạy, trong tánh không đó thì chúng sanh là bất khả đắc, sắc dẫn đến 80 vẻ đẹp đều là bất khả đắc cả. Thế nhưng vì muốn kiến lập chúng sanh nơi thật tế, nên Bồ Tát phải vì chúng sanh nói thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế vậy. Phật hỏi, các người hóa có được đạo chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, chẳng được vậy. Vì các người hóa chẳng có căn bản thật sự, hết thảy các pháp đều là tánh không, nên cũng chẳng có căn bản thật sự. Phật dạy, Bồ Tát hóa độ chúng sanh cũng là như vậy. Chúng sanh và các pháp đều chẳng có căn bản thật sự mà chúng sanh điên đảo chấp là có. Này Bồ Tát muốn đưa chúng sanh ra khỏi các chấp điên đảo, nên vì họ nói pháp không điên đảo. Và nơi chỗ không điên đảo chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh, dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Các pháp tùy chỉ một tướng nhất tướng, mà chúng sanh điên đảo chấp có rất nhiều tướng. Bồ Tát trú trong tánh không và các vọng chấp của chúng sanh mà chẳng phá chúng sanh. Ở ngay nơi tướng chúng sanh điên đảo mà độ chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo, ra khỏi các pháp hữu lậu và an trú họ trong pháp vô lậu. Các pháp vô lậu mà Bồ Tát dùng để giác hóa chúng sanh như bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo vân vân đều y theo thế đế sanh diệt mà nói ra, nên chẳng bằng được đệ nhất nghĩa đế vậy. Hỏi, thế nào gọi là tánh không, thế nào gọi là Bồ Tát đạo? Đáp, ở nơi thế tục đế thì có phân biệt giữa tánh không và Bồ Tát đạo. Ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có phân biệt. Thật tướng các pháp tức là tánh không, Bồ Tát hành các pháp chỉ để cầu tánh không, nên nói chẳng vì Bồ Tát đạo mà chỉ vì tánh không vậy. Trước sau chỉ vì tánh không mà tu nên thường, nên là thường không, là chẳng có chỗ sở tác, vô sở tác, chẳng phải do lực trí huệ mà là tự không, tánh không tự là như vậy. Phật và Bồ Tát dùng lực trí huệ dạy cho chúng sanh biết như vậy để tự phá chấp điên đảo. Ví như tánh của hư không là thường thanh tịnh, Bồ Tát thuyết pháp chỉ cho chúng sanh biết tự tánh của các pháp là rút ráo không, cũng ví như gió thổi phá đám mây mù khiến hư không trở lại thanh tịnh như trước. Bồ Tát biết rõ tánh không nên được đầy đủ các đạo, độ thoát chúng sanh thanh tịnh phải độ. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn vào như huyễn đạo mà hành Bồ Tát đạo, do vậy mà thọ được các hình tướng trang nghiêm. Phật dạy, hết thảy pháp đều là tánh không, và tánh không là chất thật pháp. Người được pháp ấy gọi là Phật. Liệt tánh không ra thì chẳng có được đạo quả. Vì sao? Vì liệt tánh không tức là có chấp tướng, có chấp tướng tức là chẳng có đạo quả vậy.